nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bị phát tán video nhạy cảm ở phòng khám thẩm mỹ. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin 30 bệnh nhân, bao gồm nhiều người nổi tiếng, lộ video khi thay đồ và điều trị tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam. Ngày 6 tháng 3, tờ GTPC đưa tin video từ camera bên trong một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam, Seoul bị rò rỉ, sau đó lan truyền trên trang cộng đồng trực tuyến. Tổng cộng có đến 31 video với dung lượng 1,5GB bị rò rỉ. Các video được quay trong 5 ngày, từ ngày 24 tháng 2 và có hình ảnh bệnh nhân thay trang phục, điều trị. Trong số 30 nạn nhân, nhiều người là nhân vật nổi tiếng. Đáng nói, theo GTPC, trang web đang lan truyền 31 video kể trên có khả năng phát tán cao. Lý do là người dùng chỉ cần tải lên hoặc tải xuống là có thể xem các video bất hợp pháp. GTPC đã gửi tất cả bằng chứng video thu được từ một nguồn ẩn danh cho cơ quan điều tra. Bộ phận điều tra mạng của cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đang điều tra xem video bị hack hoặc rò rỉ như thế nào. ABC News từng đưa tin camera ẩn hay phát tán video bất hợp pháp là vấn nạn tại Hàn Quốc. Đầu năm 2020, Hàn Quốc rúng động trước vụ phòng chat thứ nở do Cho Jubin cầm đầu. Cho bị buộc tội đe dọa, cưỡng ép các nạn nhân chụp ảnh khỏa thân, thực hiện video lạm dụng tình dục, thậm chí ép họ ăn chất thải. Sau đó, hắn chia sẻ video lên các phòng chat Telegram để đổi lấy tiền điện tử. Theo tin tức độc quyền của Wikichi, Shin Se-kyu và Bomi, thành viên nhóm Iping, là nạn nhân trong phòng chat tình dục. Nạn nhân bị phát tán video thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, sức khỏe. Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc từng phỏng vấn hơn 2.000 nạn nhân của việc quay phim bất hợp pháp và các tội phạm tình dục khác. 23% trong số đó muốn tự sát, 16% thậm chí đã lên kế hoạch tự tử và 23 phụ nữ thực sự có ý định tự tử.